Xin đến chào quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt trở lại với chuyên mục bản tin nhịp hành. Và hôm nay chúng ta thấy là khung cảnh quay của chúng tôi có hơi khác, sẽ không phải là một cái trường quay thời sự như bình thường. Tại sao vậy? Xin thưa bởi vì quý vị và các bạn biết không, ngay lúc này đây thì Ban Tổng Thư ký Thường hội Đồng Giám mục Thế giới đang tham gia cùng với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và phong trào Laudato Si để cử hành cái gọi là thời gian của thụ tạo hay là mùa thụ tạo. Chủ đề cho thời gian của thụ tạo năm nay là hãy để công lý và hòa bình luôn tuôn chảy. Công lý và hòa bình tuôn chảy, cái hình ảnh gợi tả và gợi cảm này thực ra lấy cảm hứng từ sách tiên tri Amos. Tiên tri nói với chúng ta về điều mà Thiên Chúa mong muốn, đó là Chúa muốn công lý ngược trị. Công lý cần thiết cho cuộc sống của chúng ta cũng giống như là nước cần thiết cho thân xác của chúng ta vậy. Và khi chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa trên hết và trước hết, khi chúng ta biết duy trì mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, với nhân loại và với thiên nhiên, thì công lý và hòa bình có thể tuôn chảy như là một dòng nước tinh tuyền, một dòng nước tinh khiết không bao giờ cạn, có thể nuôi dưỡng toàn nhân loại và tạo vật. Đức Thánh Cha còn nói tiếp thế này, là tự như trái tim của những đứa trẻ nằm trong bụng mẹ đang đập hòa nhịp với lại trái tim của những người mẹ như thế nào, thì chúng ta cũng cần hòa hợp nhịp sống của mình với là nhịp đập của công trình tạo dựng và nhịp điệu của Thiên Chúa, để cho cái dòng nước đó không có bị ngăn cản lại. Có thể nói là quá nhiều anh chị em của chúng ta đang bị ngăn cản uống cái dòng nước hùng vĩ của công lý và hòa bình. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy để tâm đến lời kêu gọi sát cánh cùng với các nạn nhân của sự bất công về môi trường và khí hậu, đồng thời chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa chống lại công trình tạo dựng. Và hậu quả của cuộc chiến này có thể dễ thấy rằng là nhiều dòng sông trên thế giới của chúng ta đang dần cạn kiệt. Và Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từng nhận xét như thế này: các sa mạc bên ngoài trên thế giới đang ngày càng gia tăng bởi vì các sa mạc bên trong nội tâm của chúng ta đã trở nên quá rộng lớn. Có thể nói là lòng tham của người tiêu dùng được thúc đẩy bởi trái tim ích kỷ đang làm gián đoạn vòng lưu chuyển của nước ở trên hành tinh này. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch không hạn chế và nạn phá rừng đang đẩy nhiệt độ lên cao hơn mỗi ngày và dẫn đến hạn hán trên diện rộng. Tình trạng thiếu nước đáng báo động ngày càng ảnh hưởng đến các cộng đồng nông thôn nhỏ bé cũng như là các đô thị lớn. Các ngành công nghiệp thì đang dần làm cạn kiệt và làm ô nhiễm nguồn nước ngọt thông qua các dự án khai thác lớn không được kiểm soát. Đức Thánh Cha Francisco cho rằng chúng ta có thể và chúng ta phải ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra, miễn là chúng ta biết cùng bước với nhau, ngài dùng chữ hiệp hành đó, biết đến với nhau như rất nhiều dòng suối, khe suối, hoa vào một dòng sông hùng vĩ để tưới tiêu cho sự sống trên hành tinh và nhân loại này. Và hy vọng điều này sẽ sinh ích cho các thế hệ mai sau nữa. Nhưng mà vấn đề là làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta, đặc biệt là những người Kitô hữu, có thể chữa lành và phục hồi sức sống cho ngôi nhà chung của chúng ta? Đức Thánh Cha nói chúng ta phải làm điều này bằng cách quyết tâm hoán cải con tim, hoán cải lối sống và hoán cải các chính sách công đang cai trị xã hội của chúng ta. Đầu tiên chúng ta nói về việc hoán cải tâm hồn mình, hoán cải con tim, tức là đổi mới mối quan hệ của chúng ta với thụ tạo để không còn coi thụ tạo như là đối tượng cần khai thác, mà thay vào đó biết trân trọng nó như là một món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa tạo hóa. Hơn nữa, chúng ta nên nhận ra một cách tiếp cận toàn diện để tôn trọng môi trường bao gồm bốn mối tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta hôm nay và ngày mai, với toàn thể thiên nhiên và với chính chúng ta. Thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi người hãy góp phần của mình vào trong dòng chảy của công lý và hòa bình bằng cách thay đổi lối sống của mình. Bắt đầu từ một cái sự ngạc nhiên ngập tràn lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa và công trình sáng tạo của Ngài, chúng ta hãy ăn năn về những cái tội lỗi sinh thái của mình. Những tội lỗi này làm tổn hại đến thế giới tự nhiên và đồng loại của chúng ta. Với sự giúp đỡ của ơn Chúa thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta có thể xa tránh lối sống lãng phí và tiêu dùng không cần thiết, đặc biệt là cảnh giác với những quá trình sản xuất mang tính độc hại và không bền vững. Mỗi người có thể hoán cải thông qua những chọn lựa tích cực hàng ngày, đó là sử dụng tài nguyên một cách điều độ, tỉnh táo, phân loại và tái chế rác thải, đồng thời tận dụng nhiều hơn các sản phẩm và dịch vụ tỏ ra là có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Cuối cùng, chúng ta được mời gọi thay đổi các chính sách công chi phối xã hội của chúng ta, cũng như định hình cuộc sống của giới trẻ hôm nay và ngày mai. Mỗi người hãy lên tiếng để chấm dứt những cái bất công kinh tế đối với người nghèo và trẻ em, những người sẽ phải gánh chịu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
Và năm nay, có thể thấy việc kết thúc thời gian của thủ tạo vào đúng ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi sẽ trùng với thời điểm khai mạc kỳ họp các hoàng vụ của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về tín hiệp hành tại Roma. Đức Thánh Cha nói, tiến trình Thượng hội đồng bắt đầu từ tháng 10 năm 2021 cho đến nay mời gọi tất cả mọi người tham gia ở cấp độ cá nhân hoặc cộng đồng, nay hợp nhất trong một dòng sông suy tư đổi mới hùng vĩ của toàn thể giáo hội. Toàn bộ dân Chúa đang được mời tham gia vào một hành trình đối thoại và hoán cải sâu sắc của Thượng hội đồng, theo như lời Đức Thánh Cha Francisco. Cũng vậy, như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển rộng, giáo hội là sự hiệp thông của vô số giáo hội địa phương, của các cộng đồng tôn giáo và hiệp hội đến từ những vùng đất nước khác nhau. Mỗi vùng nước thêm vào dòng sông sự đóng góp độc đáo và không thể thay thế của nó, cho đến khi tất cả cùng hòa vào đại dương bao la của lòng thương xót Chúa. Giống như một dòng sông là nguồn sống cho môi trường xung quanh nó, thì một giáo hội hiệp hành phải là nguồn sống cho ngôi nhà chung của chúng ta và tất cả cư dân của nó. Giống như các một dòng sông mang lại sự sống cho các loài động vật và thực vật như thế nào, thì một giáo hội hiệp hành cũng phải mang lại sự sống bằng cách này và cách gieo công lý và hòa bình ở mọi nơi mà giáo hội hiện diện. Trong thời gian của thụ tạo này thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh, với tư cách là những người theo Chúa Kitô trên hành trình cùng bước của giáo hội, chúng ta sống, làm việc và cầu nguyện cùng nhau để ngôi nhà chung của chúng ta được tràn đầy sự sống một lần nữa. Xin Chúa Thánh Thần một lần nữa bay lượn trên mặt nước và hướng dẫn những nỗ lực của chúng ta nhằm canh tân bộ mặt trái đất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin nhịp hành. Xin hẹn gặp lại vào số lần sau.